Trong năm 2022, ngân sách thành phố Đà Nẵng sẽ ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội 155 tỷ đồng, bổ sung nguồn lực cho vay, giải quyết việc làm và các chương trình tín dụng chính sách khác. Cũng như mọi năm, nguồn vốn ủy thác luôn được Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm và chuyển giao sớm để Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay ngay những ngày đầu năm mới, nhất là cao điểm cần vốn trước Tết Nguyên Đán của bà con nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại quận Sơn Trà, sáng ngày 6 tháng 1, hơn 70 hộ dân của phường An Hải Bắc đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Nâng tổng số dư nợ trên địa bàn phường tính đến thời điểm hiện tại là 26 tỷ đồng với hơn 1.600 hộ vay. Tới địa phương thì có 37 tổ tiết kiệm vay vốn. Thì 37 tổ này thì hoạt động tới trách nhiệm được giao thì hoạt động thì tốt cơ bản. Đó góp phần vào cái quản lý nguồn vốn cũng như là đời sống nhân dân từ đó ổn định. Hiện nay quy định về chuẩn hộ nghèo đã được mở rộng cũng như Covid-19 khiến nhiều hộ gia đình gặp khó khăn nên nhu cầu vốn của người dân tăng cao. Với mức vay từ 50 đến 100 triệu đồng một hộ, trở thành nguồn lực tài chính quan trọng và cấp thiết để người dân chuyển đổi ngành nghề, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nhất là dịp cận Tết Nguyên Đán. Tôi vay 90 triệu. Tôi cảm thấy rất là vui và sung sướng khi được hỗ trợ được nguồn vốn kịp thời để tôi mở rộng kinh doanh trong buôn bán trong dịp Tết này. Hôm nay là tổ chúng tôi là được là 5 hộ viên đã vay, cũng số tiền cũng rất là khá. Cho nên cái này cũng thay mặt đó là tổ bà con nói chung cũng như tổ dân phố, tổ 52 của chúng tôi là xin cảm ơn thành phố cũng như là ngân hàng và tất cả các hội đoàn thể quan tâm tiếp cận. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố năm 2022, chi nhánh phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tối thiểu 10% so với năm 2021, trong đó vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tối thiểu là 200 tỷ đồng. Riêng trong tháng 1 năm 2022, ngân hàng sẽ giải ngân khoảng 110 tỷ đồng từ nguồn vốn ủy thác của Ủy ban Nhân dân thành phố với khoảng 2.200 khách hàng được vay mới trong dịp này.